Hello anh em nhá. Rồi, hôm nay em Quân họ Mi lên hình cho anh em và em họ Mi Thuần nha các bác nhá. Rồi, em này vừa về nhà em đến giờ chắc được khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Vừa thả vào cái lồng này mà còn chưa tắm rửa gì luôn. Đấy, bây giờ sẽ mở ra và cùng anh em nhà mình chiêm ngưỡng em nó nhá. Em họ Mi Thuần bộ to. Đấy, sạch tay hót anh em này. Bộ to cao cầu nhá các bác nhá, mở vải ra là chơi, chim điện đóng căng. Em này em chỉ mới về nhà em thôi. Đấy, chủ mới xách tay thoải mái nhá các bác nhá. Đấy, mới về em mới thả vào cái lồng này, chưa cho tắm rửa gì hết. Đấy, thả vào cái lồng cũ, sáng nay em gửi một con đi và em thả xong rồi em về con này thì em thả vào đây. Đấy. Chơi rất ác các bác nhá. Mở vải ra là chơi, điện đóm căng, chim thuần. Thì bóng bộ dáng dấp cực đẹp luôn. Đấy, xách một chút tế cho anh em thấy được cái độ thuần của một cái chú chim mới về nha các bác nhá. Bây giờ em sẽ treo em nó lên những cái cây đào em hay quay này. Để bây giờ cho anh em xem bóng bộ các bác nhá. Đấy, một cái chú chim siêu mỏ nha các bác nhá. Bóng bộ to đẹp, đuôi lá vả cao cầu. Đấy, chú chim không thể chê vào đâu được. Đấy, zoom sát cho anh em xem này. Cao cầu cực kỳ luôn, chim thuần thuần đét luôn nhá. Thoải mái là chủ mới cũng có thể xách tay được. Đấy, không lạ chủ anh em nhá. Cao cầu bộ to. Giọng thì cực hay rồi. Giọng phê đét luôn, mời anh em nhà mình chiêm ngưỡng nhá. Đấy, nhiều giọng hót tốt, mở ra là chơi luôn anh em ạ. Đấy. Chim mới về như này là có ok rồi anh em ơi. Điện đóm rồi, củi lửa như này là quá nét rồi. Giọng rất hay nha anh em nhé, anh em có thể nghe nó luyến. Đầu mặt đẹp, giọng hay. Lì chim bộ to anh em nhá. Em này thì giọng siêu hay rồi anh em nhá. Đấy, cho nó hot và anh em xem bóng bộ một chút rồi em sẽ ra xách tay tiếp để cho anh em mình thấy được cái độ thuần của em nó. Em này thì rất là thuần rồi. Giọng siêu hay các bác nhá. Ah.
Em này bộ to kinh khủng luôn anh em ạ. Em ra em xách tay tiếp cho anh em mình thấy được cái độ thuần của con chim nha các bác nhá. Thoải mái chủ mới xách tay. Đấy, tầm này đi, em sẽ xách tay để cho anh em mình xem. Đấy, thoải mái xách lên tay chơi nha các bác nhá. Ạp 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 ạp. Không hề sợ, không hề nhảy một chút nào luôn. Ạp 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 ạp. Em bật giọng chim đực cho nó đấu luôn nhé các bác nhá. Vừa về nhà còn chưa tắm rửa thì mà chơi như này là có ok rồi anh em ạ. Điện đóm thì quá ổn định rồi. Zoom sát nha anh em nha. Điện đóm rồi độ thuần là quá ổn định các bác nhé. Rồi anh em kết thì alo cho em nhé các bác nha. Ở đây em sẽ quay qua cho anh em xem cái đầu mặt và cái chân mỏ của con chim. Đấy, mặt mũi đây anh em nha. Mặt mũi lông lá đây. Đấy, anh em nhìn bộ chân này. Đấy, chân bốt nhá, chân vàng. Mẫu chim này chơi anh em khỏi nghĩ nhá, móng cũng ngắn thôi. Đấy. Mời anh em lên đơn nhá, anh em nào kết alo cho em. Rồi, cảm ơn anh em mình rất nhiều ạ.